Rồi, mình chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh ăn uống miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ An, vị tháp 10 tỉnh Đồng Tháp ha. Hiện tại mình đang trước cửa nhà của ông bố vợ nha. Thì bữa trước á mình có chia sẻ một video của các bạn là cậu Vàng á, một chú chó bị lạc. Đó, thì vô tình ngay mùng 1 á thì có vô nhà của ông ngoại của Khang nè. Đó, thì lúc hôm trước á mình có chia sẻ video mong là chủ nhân của cậu Vàng á là sẽ tìm được. Thì hôm nay mình trở lại nè, nay cũng 7-8 ngày rồi các bạn. Thì mình trở lại đây xem coi cái cậu Vàng này nó ra sao các bạn. Đây, thì theo ông ngoại Kha kể á, đây thì bờ sông ha. Thì hôm trước á thì chắc có lẽ là con cậu Vàng này á là nó sống trên ghe các bạn. Chủ nhân nó vô tình chắc nó bị lọt cái sông rồi nó lội vô mấy canh rồi nó lên. Đó, ông ngoại Khang thấy mình mẩy của cậu Vàng á, chó co chó Vàng á bà các bạn, thiệt á, nước nhẹp à, rồi xong nó chạy vô nhà luôn. Nó chạy vô nhà thì mà lúc đầu á, ông ngoại Khang á thì cứ ngỡ là chó người ta hàng xóm lại nên ổng la thì đi ra sau vườn nó ở các bạn đó. Sau một hồi cái nó lại vô nhà nữa các bạn. Thì nói chung là ông ngoại Khang thấy nó thương thì thấy tội nghiệp nên để lại nuôi các bạn. Nếu mà chủ nhân tìm được thì mình chia sẻ video, nếu mà chủ nhân tìm được thì lại nhận lại chú Vàng, cậu Vàng lại ha. Thì hôm trước thì cậu Vàng nó rất là béo nha, hôm nay nó ở chung với chủ mới không biết sao đó. Nay để mình vô mình quay cho các bạn coi nó ốm hay nó mập nha các bạn. Mời các bạn theo dõi video nha. Các bạn chơi với mấy đứa nhỏ nè các bạn, nó quen rồi nè. Đây, thấy mình lại là mừng liền. Đây. Đây cho các bạn này, nó ú nu tròn vo nè các bạn. Nay rất ngoan luôn á. Nay cũng nói chung là ở với chủ mới cũng rất tốt các bạn. Đó. Nó, sáng thì nó vẫn thường là đi theo ông ngoại của Khang á, đi ra ruộng nè, đi bắt chuột luôn. Chó này thì nó ở trên ghe các bạn, nó hiền, không có sủa hết trơn nha. Lấy mình lại mình quá. Đi vô. Kéo lại Khang, nó chơi bóng rồi. Nó theo cha không à? Đi vô nhà. Ăn bò thôi. Đây đây là Phạn. Đây con. Ăn bò với mẹ. Đây. Em đi đi ăn bò. Cú nu à. Đứa nhỏ chơi quá trời. Đang đá mạnh. Đây vô nhà của Phạn nè. Dẫn vô nhà của Phạn chơi nè. Đây ông ngoại của Khang có làm cho Phạn cái mùng ngủ nè các bạn. Rồi tối vô đây nó ngủ đây mũi cắn. Ở đây đồng ruộng không à nên mũi nó nhiều. Đây. Vô ngủ cho con. Chó này rất đẹp các bạn, nó vàng tươi. Uống luôn à. Rồi, mấy đứa nhỏ nó chạy ra banh quá trời. Mừng. Ăn đồ ăn được không? Thôi ăn đồ phộng luôn. Chơi cơm không? Ăn được không? Ăn đồ phộng. Đây nè. Ở đây là Phạt. Đồ phộng. Ra đồ phộng. Chó này chắc chủ nó cưng nó lắm rồi, bởi vì cho ăn đồ ngon không ấy. Nó chơi đồ ăn nè. Nó ốm lại rồi. Uống nước. Để nước đây cho uống luôn hả? Có chỗ ăn, chỗ uống, chỗ ngủ đàng hoàng luôn.
Sao con? Ăn đậu phộng. Vậy bữa ăn bớt lại gì đâu. Tối không ăn à? Bà cứ quen vậy. Ăn cho mặn con. Đó nè. Rồi vô đưa chân kia luôn. Chân kia lên. Nha. Có đôi chân nữa nè. Chân nó ngọt ha. Chân nó bẹt ha. Cái nhà của nó đó các bạn, cái nhà nó có cái mùng văng tối đi mũi cắn. Sáng ngày theo ông ngoại Khang đi ra ruộng, đi ra ruộng chút rồi vô nhà chơi chơi với đứa nhỏ à, chút rồi ăn giờ đi ra ruộng nha. Ôi, bây giờ mình sẽ đi gặt vườn này các bạn. Đó, hiện tại con Phàng nó đang theo mình. Đó. Nó đi lúc sau ông ngoại của Khang vẫn hay thường đi ra ngoài vườn như nè. Rồi sáng nào nó cũng theo ông ngoại Khang ra vườn hết các bạn. Đó. Anh đang phía sau nó đi theo hoài nè. Nghe nói chung nó vàng này thì nó hiền khô các bạn. Mình nghĩ là chủ nhân nó nuôi ở dưới dưới ghe các bạn, nó ăn uống đầy đủ nên nó rất là béo, nó mập. Thì nó về bên đây nó ở với ông ngoại của Khang thì ông ngoại Khang có gì cho ăn nấy các bạn. Bây giờ nó hơi ốm nè. Nói chung là cũng quen với chủ. Thì ở được khi chủ mới cũng được rồi các bạn. Giang khe sao con vô chưa, đi ra giường chơi chút rồi mày chịu vô, thấy mình ra là mới ra các bạn. Đi coi, đi coi. Nếu là vô tình thì nếu mà chủ nhân của cầu vàng có tìm được coi video clip á, thấy thì tìm theo địa chỉ nữa các bạn, ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ An đó, hay là nhắn tin comment vô ở bên dưới video mà mình sẽ chỉ nhà như các bạn. Mình nghĩ là chủ nhân của chú chó mất, chú chó này cũng rất buồn nên mình đăng lên video lên chia sẻ cho mọi người biết luôn đó. Nếu mà người muốn tìm lại chó của mình thì có thể liên hệ với mình. Nay cũng 8 ngày các bạn thì ảnh cũng hơi ốm nè. Sáng nào thì con vàng này nó cũng đi theo ông ngoại của Khang đi ra thăm ruộng các bạn. Đây là cánh đồng ở sau nhà ông ngoại Khang. Bên kia thì cái ruộng sen nhưng mà đã khô các bạn, chuẩn bị làm lại rồi. Đi con. Này cái ớt cạo. Thì giống chó thì nó ai thường hay đi là hay đánh dấu lãnh thổ các bạn, hay bươi như thế nè, bươi xong rồi đi đây các bạn. Đây là cánh đồng ruộng phía sau nhà của ngoại Khang, đang chuẩn bị xới, chuẩn bị xuống giống vụ 2.
ở đây thì người ta xới đồng loạt, không làm ruộng đồng loạt không các bạn. Này cây mít chết. Nên mình quay một vòng cánh đồng ruộng ở quê mình cho các bạn xem nha. Có bên kia có một đàn vịt chạy đồng đang ăn đó. Ăn các bạn, vịt chạy đồng. Xa xa thì có đàn cò. Cá, có trời cá không? Vô phèn ơi, vô con. Vô nè. Đợi nó vô lên thổ. Này. Giờ mình sẽ vô nhà. Rồi, chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Hy vọng là chủ nhân của chú chó sẽ tìm được chú chó khi xem video của mình. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.